là biết được mẹ cực khổ để nuôi con rồi. Con cho mẹ vất vả nữa thì con thương mẹ lắm. Con ước con mau lớn để đi làm, kiếm tiền nuôi mẹ, lo cho mẹ cuộc sống tốt hơn, sung sướng hơn chứ. Em tên là Lê Minh Quốc, năm nay 23 tuổi. Em học chuyên ngành sư phạm, chuyên hóa. Thì lúc tỉnh thì em thường thường ra nhà của họ để giúp họ những công việc, giúp đỡ về cho mấy đứa cháu nó học. Từ lúc em vừa sinh ra, em vừa nhận thức được thì em thấy cuộc sống của họ quá khổ. Một mình nuôi người con gái và còn thêm người ba đứa cháu nữa. Bên cạnh đó, cái nhận thức của họ là không bằng người bình thường ạ. Họ mới có một chút dài dột. Mẹ của ba đứa có nhận thức kém hơn nó, cho nên mọi chuyện họ lo. Tuy không được khôn ngoan như người khác thôi, nhưng mà tình thương của họ đối với con cháu thì rất là cao cả. Mùa rét thì hai đứa má mùa này là mau hến. Ôi bán từ 6 giờ, 8 giờ ở đây về. Về là ở đi mò. Mò đến 4 giờ chiều là ngày mua nhiều là được 5 tỷ, chừng chỉ 8 ngàn. Thì hiện tại giờ ông già yếu cho nên sức khỏe ông không tốt, tại vì ông đi kiểm rau rồi mò của bắt ốc giữa trời nắng cho nên nhiều khi ông chịu tại chỗ. Sức khỏe ông bỏ đôi khi ông mệt ngay ông mình cho đêm là đau trong xương á, ông tự đánh nước đường ra ông bỏ gì ông uống nước đường, nhưng cố gắng để ngày mà mình có sức nữa thì thôi, chứ mình có sức thì cố gắng mà đi mọc mò hiểm về rồi mà nuôi cháu. Trong ba đứa thì hai đứa lớn nó sức khỏe và bình thường, nhưng mà nếu mà đứa sau cùng là nó không được bình thường dạy, nhưng mà học lớp 1 nhưng mà nó ở lại 3 năm. Những ngày không đi học thì con buổi sáng con chở hến vô cho mẹ, sau khi để xe rùa về cho mẹ trong đồ cơm. Sau đó thì mẹ cháu đi mò hến, mò được từng mò hến xong ra ngâm nước xong rửa cho mẹ. Con bắt ốc bắt hến với hải rau con thấy mẹ. Con thấy vui vì con giúp cho mẹ một phần mua đỏ để mẹ đỡ mệt hơn. Ba đứa nó đi học nó phải đi bộ. Quãng đường từ nhà nó đến trường thì tầm khoảng 4 đến 5 cây. Lúc trời nắng trời mưa cho nên cũng rất là tối cho nó. Nhiều lúc thì bạn bè cũng treo cho con rửa, nói con là đứa nhà nghèo không có tiền mà nộp học phí. Thì con nói lại là nhà mình nghèo thiệt, nhưng mà nhà mình có ba đứa cháu biết thương yêu mẹ, biết giúp đỡ mẹ. Mà mấy bạn thì chỉ lo ham chơi, không giúp đỡ ba mẹ gì hết. Ba đứa cháu ó hiểu sao, thương ó. Khi mà có gì á, cắt có chạy cho mẹ ăn đã, đừng cháu mẹ ăn. Chứ họ không ăn là hẳn không ăn. Con ước mơ là làm bác sĩ, tại vì mẹ hay đi mò hiện mẹ toàn đau. Lúc mua mẹ đau thì qua bên nữa có con chữa cho mẹ tận tâm hơn. Đêm là ó tự nghĩ ó thương cháu ó, ó khóc, ó phải lo ba cho cháu ó rồi. Còn ngày biết được thì ó mong ước ba đứa cháu được đến trường, đến ngày khối lớp thì tự thành. Và em sẽ hát cho cô em. Chiều nào cùng kề vai.
say xưa đến lâu giờ tiễn đưa. Kỷ niệm còn đó nhưng người đâu đứng phụ tình nhau để chờ nhau. Đầy tiếng chuông vòng đêm thâu, đầy bến xưa đò vẫn lâu, đầy chỉ dưa tháng mừng em Minh Quốc. Hôm nay thì O cũng không có mặt ở đây bởi vì đường xá xa xôi với lại sức khỏe của O cũng không cho phép, cho nên chúng ta sẽ lại phải có một cái cuộc điện thoại để kết nối để trò chuyện với O ha. Rồi xin mời chương trình. Alo, dạ con chào O. O ơi, hôm nay sức khỏe của O như thế nào, có khỏe không vậy O? Rất khỏe O, mỗi ngày càng mỗi yếu rồi O đi mổ tim về. Hồi nãy chú Nghĩa thấy rằng ngoài cái giờ học là hai anh em là phụ O đi mò cua bắt ốc hả con? Dạ. Vậy thì các con có thời gian để mà học hay không? Bây giờ cháu thương thầy phụ bế con bữa tuổi lại đi cháu mới học. Cô Trâm muốn nói với tụi con á là bây giờ mình còn nhỏ, mình chưa làm được những điều lớn lao, nhưng mà khi mà mình lớn tuổi hơn một tí xíu, mình cố gắng học giỏi nè, để khi mà mình có cơ hội mình tốt nghiệp xong, mình học xong, mình đi làm á, thì mình lại kiếm tiền mà mình lại trở lại nuôi và chăm sóc cho O cũng như chăm sóc cho mẹ nha tụi con nha. Con phụ gia đình mình 5 triệu để O Sa trang trải cuộc sống của O. Cảm ơn giám khảo Võ Hà Trâm. Một gia đình rất là hạnh phúc. Và cô Linh cầu chúc cho gia đình, cho bà luôn luôn được nhiều sức khỏe để mình có thể sống hạnh phúc bên cạnh nhau. Và Linh cũng xin gửi tặng cho gia đình 5 triệu để giúp cho tụi con được đến trường, được có thêm nhiều bữa ăn ngon. Cảm ơn ạ. Cảm ơn Ngọc Linh. Chú Ngọc sẽ gửi tặng gia đình 5 triệu. Còn con nữa ơi, dạ con cũng gửi cho gia đình mình số tiền là 3 triệu ơi nha. Dạ, chào cảm ơn cả cô chú. Xin chào ạ. Dễ thương quá ha. Không biết rằng các vị giám khảo cảm nhận như thế nào về cái phần vừa rồi của Quốc khi thể hiện bài hát đó? Trong cái chất giọng của Quốc là một chất giọng rất là tình cảm và luyến lấy cũng rất là ngọt ngào nha. Lệnh đò vẫn neo chờ ai, mong đợi người lâu rồi người ơi. Nhưng mà nếu như Quốc chọn một cái bài nó vừa sức hơn, nó bớt luyến lại, thì Trâm nghĩ là với cái chất giọng của Quốc sẽ dễ truyền tải được cái tình cảm và dễ chạm được trái tim của người nghe. Chúc mừng Quốc nha. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Như những gì giám khảo góp ý đó thì hy vọng rằng em sẽ khắc phục để chỉnh sửa cho tốt hơn ở vòng thi sau. Cảm ơn em.